ơi, cũng vì là sắc đẹp chị em chúng ta cho nên em đã đi dùng collagen về rất là nhiều cho mọi người đây. Tất cả là phải get line, mình phải đợi 30 phút get line mới vào được Costco. Bây giờ mua xong rồi đang chất hàng lên xe để chuẩn bị về và chiếc đi Việt Nam. Để là từ từ làm từ từ đó.